thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Hôm nay xin mời các vị chúng ta tiếp tục với nội dung Kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Trường Thọ. Trong phần tiếp theo này, chúng ta biết rằng lúc bây giờ có một vị Bồ Tát tên là Ca Diếp. Ngài là một vị thanh niên tuổi trẻ trong hàng Bồ Tát Đạo. Ở trong hội chúng đã thưa hỏi Đức Thế Tôn về 18 diệu nghĩa của các Pháp. Và ở đây Đức Thế Tôn tán thán khen ngợi Ca Diếp Bồ Tát như sau: lành thay, nay ông được nhất thiết chủng trí, Như Lai đã được tạng bí mật rất sâu của ông vừa hỏi đồng như chỗ của bậc nhất thiết trí. Này thiện nam tử, lúc ta mới thành đạo chánh giác nơi cội Bồ Đề, có vô lượng Bồ Tát ở mười phương thế giới cũng đồng đến hỏi Như Lai những nghĩa thậm thâm như vậy. Vên nghĩa công đức đã hỏi ngày trước cùng với ông hôm nay đồng nhau không khác. Hỏi như vậy có thể đem lại sự lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thưa quý vị, mặc dầu một vị Bồ Tát thanh niên tuổi còn rất trẻ, có cái lòng khiêm hạ vô cùng ở trước hội chúng, nhưng mà ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn tán thán khen ngợi vô cùng. Bởi vì khi Đức Thế Tôn thành đạo, lúc ấy có vô lượng Bồ Tát ở mười phương cũng đồng đến ở tại cội Bồ Đề hỏi Đức Như Lai nghĩa như vậy. Và nhờ cơ duyên hỏi làm trợ duyên cho Đức Thế Tôn giải đáp, và qua đó giáo nghĩa thậm thâm mới được phơi bày. Từ đó chúng ta có thể thấm nhập sở học của mình. Thành ra do vậy mà ở đây chúng ta thấy Thế Tôn nói có lợi ích rất lớn cho vô lượng chúng sanh. Lời hỏi này ở trong lúc Đức Thế Tôn chuẩn bị đi vào trong Niết Bàn, trải qua trên 2600 năm. Lời hỏi này và giáo nghĩa này cứ vang vọng mãi ở từ đời này sang đời khác, đem đến lợi ích cho vô số chúng hữu tình. Nếu như không có lời hỏi của Ca Diếp Bồ Tát lúc ấy thì làm gì có đạo nghĩa này để chúng ta học ngày hôm nay. Cho nên rõ ràng các vị Bồ Tát tùy cơ ứng hiện mà trợ duyên cho Đức Thế Tôn khai thị pháp yếu, do vậy mà cũng làm cơ duyên tốt lành cho chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta biết ơn Phật và Bồ Tát. Đức Thế Tôn nói rằng lúc bây giờ Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con không đủ trí tuệ để hỏi Như Lai về những thâm nghĩa ấy. Ví như mũi mòng chẳng thể bay qua đến bờ bên kia biển cả, cùng lượng khắp hư không. Cũng vậy, con không thể bạch hỏi Như Lai về những nghĩa biển cả trí tuệ và hư không pháp tánh rất sâu như vậy. Ví như quốc vương đem viên minh châu ở trong búi tóc giao cho quan giữ kho. Quan giữ kho lãnh châu hết lòng cung kính gìn giữ. Cũng vậy, con hết lòng cung kính gìn giữ nghĩa đại thừa rất sâu của Như Lai truyền dạy, vì nghĩa ấy làm cho con được trí tuệ sâu rộng. Thưa quý vị, đoạn kinh này rất là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau phân tích một chút. Chúng ta thấy rằng lúc bây giờ Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật là con không đủ trí tuệ để hỏi về những nghĩa thậm thâm. Những nghĩa thậm thâm này là chỉ cho gì? Chỉ cho pháp tánh sâu rộng mà Đức Thế Tôn muốn diễn bày. Từ điểm này chúng ta có thể liên tưởng tới ngày Đức Thế Tôn mới thành đạo. Ngài thấy giáo pháp của Ngài siêu việt ngôn ngữ, siêu việt luận lý, mà tất cả thế gian này đều nằm ở trong phạm vi của lý luận giả
và ngôn ngữ. Vậy thì làm sao có thể thấm nhập được giáo nghĩa của Ngài được? Đây chính là một điều mà rất khó khăn. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn đã khởi ý niệm đi vào trong sự thụ động. Mày thấy lúc bây giờ có vua trời Phạm Thiên cầu thỉnh Đức Thế Tôn, ở thế gian này có những người ít bụi trần, ít nhờ gọi là ít nhiễm bụi trần, cho nên có thể lãnh hội được giáo pháp của Ngài. Nếu như giáo pháp bất tử này mà không được khai thị thì chúng sanh sẽ rơi vào cái chỗ nguy hiểm rất to lớn, đó là phải tiếp tục trôi lên trong sanh tử, chịu nhiều thống khổ. Những điểm như vậy, thưa quý vị, chúng ta thấy làm sao chúng ta hiểu được. Tổ sư của chúng ta còn có câu nói rằng: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tại vì sao? Bởi vì cái bản thể tâm hành nó đều trong chỗ vắng lặng tuyệt ngôn, mà giờ đây đem ngôn ngữ ra mô tả thì làm sao mô tả sự tuyệt ngôn đó? Có ai có thể hình dung được bóng dáng của một ngọn lửa sau khi nó đã tắt? Có ai có thể hình dung cho được là hư không vô tận, nó vô tận như thế nào? Tất cả đều là khái niệm tưởng tượng mà thôi. Do vậy cho nên chúng ta thấy rất là khó khăn khi chúng ta tiếp cận tới cảnh giới vượt khỏi lý luận và ngôn ngữ. Thành ra ở đây chúng ta thấy không thể nào dùng ngôn ngữ mà miêu tả cho được chân lý nhiệm màu. Chỉ có dùng cái tâm thực tập tu tập của mình mà chứng đắc thì mới ra tự mình chiêm nghiệm thấu hiểu mà thôi. Cái đẹp ở trong sự chứng đắc tự nó hiện ra giống như nhạn quá trường không ánh trầm hàng thủy. Giống như chim mà nhạn bay vào bầu trời mà bóng của nó chìm vào đáy nước. Nhạn vô di tích chi ý mà thủy vô lưu ảnh chi tâm. Chim nhạn không có ý để lại dấu vết mà nước kia cũng không có ý lưu giữ bóng hình. Ở đây rõ ràng dạng vật nó hiển hiện tự nhiên như vậy, pháp giới như vậy, duyên khởi như vậy. Nhưng chúng ta làm sao đem cái trí tuệ phân biệt của mình mà có thể hình dung được thế giới bao la? Bởi vậy cho nên không thể nào đem cái nghĩa của con, nhìn đem cái sức của con muỗi mà mong cho nó có thể bay qua được đại dương, hoặc là có thể cùng lượn khắp ở trong hư không, điều như thế không bao giờ thành tựu. Chúng ta hình dung xem, một lời của Đức Phật nói ra, ngữ âm của Ngài vang vọng đến đâu? Vì Đại Thanh Văn Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, dùng thần lực để mà bay khắp ở trong vũ trụ, nghe xem âm thanh của Phật vang tới chừng nào. Nhưng đi mãi dùng hết thần thông cũng không có thể nào ra khỏi ngôn ngữ viên âm của Phật được. Và đó đủ thấy rằng tất cả những cái gì nằm ở trong phạm vi lý luận và ngôn từ, nó chỉ miêu tả được bóng dáng của đạo, nó chỉ đến một cái chỗ nhất thời mà thôi. Còn nếu như muốn thấu hiểu được những cảnh giới siêu việt hơn nữa thì tự thân chúng ta phải có năng lực chứng đắc. Giờ đây chúng ta thấy Ca Diếp Bồ Tát đưa ra một ví dụ rất là tuyệt vời, giống như một vị vua giao cho quan giữ kho viên Minh Châu. Chúng ta biết rằng viên Minh Châu này nếu như ai đeo lên búi tóc của mình thì trở thành thái tử, dạ thái tử đen quan. Và quan giữ kho trung thành với nhà vua cất giữ cái viên Minh Châu này một cách cung kính. Ở đây cũng như vậy, Ca Diếp Đại Bồ Tát nói rằng: con hết lòng cung kính giữ gìn nghĩa lý đại thừa rất sâu của Như Lai truyền dạy, vì nghĩa ấy làm cho con được trí tuệ sâu rộng. Chúng ta ở đây hiểu đại thừa không nên hiểu theo cách tiêu cực là ngược lại với tiểu thừa, mà chúng ta hãy nhìn xem trong cuộc sống của chúng ta đại tiểu nó ở trong cái tầm nhìn của mình. Nếu như chúng ta nhìn cái vấn đề hướng đến một khả năng lợi ích vô biên vô tận thì đây chính là tầm tư duy của đại thừa và hành động theo lối sống đại thừa. Còn chỉ có tư duy mang tính hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc đơn lẻ, hạnh phúc nhất thời, tư duy như vậy đây gọi là tư duy của tiểu thừa.
Như vậy thì tùy theo cái mức độ đem đến lợi lạc rộng hẹp, nhất thời hay là trường cửu của chúng ta, mà chúng ta tự biết rằng mình đang ở trong tâm đại thừa hay là tiểu thừa. Nếu như chúng ta dụng tâm hướng đến những lợi ích nhỏ hẹp thì tất nhiên chúng ta không không bao giờ có thể quán triệt được hết cái tác dụng to lớn của Phật pháp. Cũng giống như là chúng tôi cỡ các vị nghe, hình như có một số vị biết hồi nhỏ chúng tôi có đọc câu chuyện về các vị tổng thống của Hoa Kỳ. Lúc đó chúng tôi cũng có nhớ có một vị tổng thống, vị hình thành lên hiến pháp và pháp luật của Mỹ Quốc. Thuở thiếu thời, như chúng ta biết hồi đó chưa có trường học một ngày á, một tuần là 7 ngày hay là 6 ngày như chúng ta ngày hôm nay. Rồi tới mùa thi cử trả bài, hồi đó người ta học mang cái tính là gia giáo, cứ thầy dạy cho trò, cứ dạy mà dạy. Và những vị học trò này 3 năm thi một lần, và khi thi như vậy á thì phải chịu cái sự khảo hạch của 20 vị giáo sư. Và 20 vị giáo sư này là mỗi người đặt một câu hỏi, người học trò này trả lời thông suốt thì lúc bây giờ người này trở thành một luật sư. Ai trả lời không thông suốt và không vượt qua khối những câu hỏi của 20 vị luật sư lão thành thì họ không có chấp nhận đây chính là luật sư hành nghề, không có thừa nhận cái giấy phép hành nghề. Đó là cái cách học của thời đại đó. Và chúng tôi có ấn tượng sâu, đó là có một vị học mãi, học tới 8 năm, gặp lại cái người bạn của mình đã hành nghề, có vợ con và xây dựng nhà cửa to lớn. Thấy người bạn mình tới bây giờ đây còn đi học mà chưa chưa có thể hành nghề được, cho nên mới ngạc nhiên và hỏi: ngày xưa tôi với anh học chung lớp, chung trường, anh học rất giỏi, tại sao anh không tìm một cái nghề nào đó để làm cho có thu nhập mà anh vẫn còn sống ở trong cái cảnh cơ bản khó khăn? Người bạn này nói rằng: tôi thấy chưa có thỏa mãn ở trong học thuật, chưa có đủ sức hành nghề, cho nên tôi cần phải học thêm một thời gian. Chúng ta biết rằng đó là một trong những vị mà tổng thống đầu tiên của Mỹ Washington, ông đã mời chấp bút cho nền tảng của hiến pháp và pháp luật của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy những khối óc như vậy, học hành như vậy, họ không phải học cho cá nhân của họ, không phải học cho gia đình của họ nữa, mà họ học vì mọi người. Họ học để chi? Để đem đến lợi lạc cho tha nhân. Tinh thần như vậy, hướng tới lợi ích to lớn như vậy, đó chính là tinh thần đại thừa. Còn chúng ta có xuất sắc chừng nào đi nữa, nhưng mang đến lợi ích cho cá nhân, gia đình trong phạm vi hẹp hòi thì đây gọi là tiểu thừa. Và nếu như một người đứng trên phương diện mà lợi ích hẹp hòi, làm sao chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa hành động của những vị hướng đến lợi ích cao xa? Thì nếu như không hiểu được thì chúng ta có xu hướng hay phỉ báng hay chê bai, đây cũng là lẽ thường tình mà thôi. Cho nên những điều này chúng ta cứ chiêm nghiệm, chúng ta chiêm nghiệm. Ngày xưa lúc mới ra trụ trì, chúng tôi có một người bạn. Lúc đó chúng tôi có nhận nhiều chúng học học chúng xuất gia. Và lúc đó kinh tế khó khăn vô cùng, không có kinh nghiệm để mà tìm kiếm tài chánh để nuôi dưỡng chúng tăng học tập tu hành. Hoàn cảnh rơi vào cái chỗ khốn khổ. Lúc bây giờ chúng tôi xin gạo ở những người bạn tu hành. Và có một vị thầy nói rằng á: thầy không có nuôi nổi con người ta thì tại sao thầy lại nhận chi? Thầy làm như vậy không khéo người ta buồn thầy, nói rằng là con của mình đi vào chùa để cho thầy phải đi xin xỏ người này người kia để có tiền nuôi dưỡng. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói đùa cho xem câu chuyện, nhưng quả thật một người bạn của chúng tôi sống không có muốn làm phiền ai và tự hoàn thiện bản thân của mình. Còn riêng bản thân chúng tôi thì sao? Chúng tôi nghĩ rằng tre già thì măng phải mọc, mình là đệ tử của Phật mình cũng sẽ suy tàn đi, nếu như không có một thế hệ tiếp nối thì rõ ràng
chưa làm tròn cái trọng trách mà Đức Phật giao phó, đó là truyền trì chánh pháp của Như Lai. Nghĩ như vậy, cho nên chúng tôi nỗ lực mặc dù khó khăn chừng nào cũng ráng đương đầu vượt qua. Thiếu trước hụt sau chúng tôi cũng sẵn sàng chịu đựng. Như vậy thưa quý vị, khi đứng trên phương diện đó, chúng ta thấy là hợp lý. Nhưng đứng trên phương diện của pháp đoan nghiêm tự thân thì rõ ràng là chúng ta thấy làm cái việc ôm đồm thừa thãi. Như vậy thì ở đây cũng vậy. Chúng tôi nói điều đây để dẫn tới một lời khuyên rằng khi chúng ta chưa hiểu thấu vấn đề, chúng ta đừng có vội vàng kết án, đừng có vội vàng kết luận hành vi của người khác. Chúng ta y theo giáo pháp Đức Phật nói, một người chứng ở cảnh giới sơ thiền thì làm sao có thể thấu hiểu được cái hành nghiệp tư duy của người nhị thiền. Tương tự như vậy, một người chứng ở cái thiền nhị thì làm sao mà có thể hiểu được cái cảnh giới tư duy của một người chứng được được tam thiền. Bao nhiêu đó thôi, nó cho chúng ta thấy quá nhiều khác biệt. Thành ra ở đây cũng vậy, khi chúng ta chưa hiểu thấu vấn đề, chúng ta cứ dội cứ ghi nhận đi, cứ tạm ghi nhận như thế đi. Không có nên nói lời phỉ báng, cũng không có nên nói lời đạp đổ. Tại vì khi chúng ta có đạp đổ thành công thì nó cũng thành công sự đạp đổ, chứ làm gì có chuyện đem đến sự thanh tịnh. Đây chính là một trong những điểm mà chúng ta cần phải cẩn thận ngày hôm nay. Đứng trên lập trường này, chớm ai chỉ trích lập trường khác. Đứng trên học thuyết này, coi khi học thuyết khác. Đứng ở trên cái quan điểm này, bình phẩm xỉa xối quan điểm khác. Làm những điều như vậy, chúng ta có thành công thì cũng thành công ở trong phạm vi của thế gian pháp. Và cuối cùng vẫn tạo ra cái nghiệp nhân ngã bỉ thứ, và chính bản thân của chúng ta sẽ bị đọa đầy trong những nghiệp mà chúng ta tạo ra. Chiêm nghiệm sâu từng câu từng chữ như vậy, những điều nào trong giáo pháp của Như Lai chúng ta chưa có hiểu được thì chúng ta hãy nên trân trọng giữ gìn. Như một vị quan kia chưa có hiểu hết được cái giá trị của viên minh châu vô giá, thành ra vị quan này cứ giữ gìn cẩn thận như vậy. Đó chính là một điều quan trọng cho chúng ta. Thành ra các đại Bồ Tát nghe lời của Phật, các ngài thấu hiểu, các ngài ứng dụng thọ trì. Còn chúng ta nếu chưa thấu hiểu được thì chúng ta tạm thời tín thọ phụng hành, chứ không có nên là bài xích, cũng không có nên là bác bỏ đi. Khi bác bỏ đi, nhiều khi chúng ta bỏ luôn cái viên ngọc như ý trên tay của chúng ta. Phật lúc bây giờ bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông mà nói nghiệp nhân trường thọ của Như Lai đã được. Tức là cái nghiệp nhân nào sống làm sao đã được trường thọ. Chúng ta học ở trong kinh Tạng Nguyên Thủy, chúng ta thấy con người tước đoạt mạng sống của hữu tình khác, gieo cái nhân tước đoạt mạng sống hữu tình khác thì cũng đồng nghĩa với suy giảm mạng sống của mình. Khi mạng sống của mình mà được bị suy giảm thì nó dẫn tới cái chỗ là suy kiệt và mất mạng. Những điều như vậy á, chúng ta cứ chiêm nghiệm trong cái lý thường tình ở thế gian. Nếu như chúng ta giết một con vật, tùy theo con vật nuôi, vật đỡ ăn, hay là con thú dữ gây hại người, hoặc là con thú dữ mà được cộng đồng loài người đang giữ gìn sợ nó tuyệt chủng. Hành vi sát hại những loài thú khác nhau như vậy, nó cũng có cái quả báo ứng khác nhau. Nhưng dẫu sao đi nữa thì cũng chưa đến mức độ là phải tù tội tử hình. Nhưng hễ mà giết người thì chắc chắn cộng đồng loài người phải tìm cách chế tài vây hãm người này lại, nếu không sẽ gây tổn hại tiếp cho hữu tình khác. Hoặc tạo ra cái tội ác mang cái tính là tội ác chiến tranh thì những người này phải giam hãm họ lại, phải tước đoạt tất cả những phương tiện cộng đồng của họ. Nếu như họ thủ đắc những phương tiện cộng đồng thì họ sẽ tiếp tục sử dụng cái phương tiện đó để gây tội ác tiếp theo. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy chúng ta từng câu từng lời rất là rõ ràng. Hễ gây cái nghiệp nhân mà đoạn mạng sống của hữu tình khác thì chúng ta sẽ bị giảm thiểu mạng sống của mình. Ngày xưa chúng tôi nhớ
Nó là một bộ phim thôi nhưng nó cũng có cái đạo lý thường tình, đó là lúc bây giờ Gia Cát Lượng đã dùng cái kế hỏa gọi là hỏa thiêu thiêu chết cả một một cái bộ tộc, và lúc bây giờ ông ta ngửa mặt lên trời và ông ta than là ta đã giảm thọ rồi. Quả thật như vậy thưa quý vị, khi chúng ta gây tổn hại mạng sống của hữu tình khác thì chúng ta sẽ tự chuốc lấy sự tổn hại cho chính mạng sống của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta có thể dùng gậy gộc giáo mát để mà gây tổn thương chứ chưa phải tổn hại. Thì chúng ta lại lâm phải cái cảnh là thân nhiều đau đớn bệnh tật. Ngày xưa lúc bây giờ Thế Tôn cùng với các vị tỳ kheo đi khất thực. Dân chúng làng xóm họ dữ dằn đuổi nhau đôi giết một con rắn độc. Và Thế Tôn bảo rằng hãy xua đuổi nó đi được rồi, không nên giết hại nó. Nhưng mà họ nói Thế Tôn hiền từ quá, con rắn này nếu như được nơi sống thì nó sẽ hại người ta. Thế Tôn, họ không nghe lời Thế Tôn dạy và họ tiếp tục rượt đuổi giết hại con rắn. Thế Tôn nói này các tỳ kheo, những ai gây nhân sát hại tổn hại cho hữu tình khác thì chính bản thân của người ấy sẽ chuốc lấy cái hậu quả do mình gây ra. Chúng sanh là người thừa tự nghiệp của chính nó. Đó là chân lý. Chân lý nó được rút ra như vậy. Thì ở đây cũng như thế. Khi chúng ta thấy rằng chúng ta tạo cái nhân nào cho mọi người được an vui, hạnh phúc và tăng trưởng tuổi thọ thì chúng ta sẽ được có thọ mạng dài lâu theo kinh Tạng Nguyên Thủy. Còn ở đây Đại Thừa thì nói như thế nào? Thế Tôn nói như sau: nếu hạnh nghiệp có thể làm nhân cho quả Bồ Đề thì phải nên thành tâm nghe kỹ và lãnh thọ nghĩa ấy. Đây là câu đầu tiên Đức Thế Tôn dạy chúng ta. Ở trong phương diện nghe giáo pháp, chúng ta thấy tất cả những cái hạnh nghiệp nào lắng nghe giáo pháp, học tập kinh điển, chiêm nghiệm giáo nghĩa của Như Lai, thực tập công phu thiền định nhiều cách khác nhau. Chúng ta làm như vậy, chúng ta thấy nó đang gieo cái nhân lành cho đạo quả vô thượng Bồ Đề. Thì chúng ta hãy nên nghe cho kỹ và thường xuyên học hỏi cái giáo pháp đó. Chúng ta hãy nhìn xem, chúng ta sinh ra đời bập bẹ, tập đi tập nối, rồi chúng ta học những con chữ ABC, chúng ta học làm sao đó để ráp lại thành vần, rồi cộng trừ nhân chia, rồi dần dần tăng trưởng cái kiến thức phân biệt lên. Và chúng ta học cần mẫn như vậy, cha mẹ đưa đón cho mình sớm tối như vậy, chúng ta học 12 năm mới có hết mù chữ chứ chưa có thể làm việc. Rồi sau đó chúng ta đi vào một số cái vấn đề có thể làm việc được. Nào nào là chương trình 2 năm, chương trình 4 năm, cho thậm chí chương trình chuyên khoa sâu sắc có thể lên tới 19 năm, 12 năm. Những chương trình như vậy á, suy cho cùng chúng ta chỉ có tìm được một cái kế sinh nhai. Cái lượng kiến thức đó chỉ có giá trị tồn tại ở trong kiếp sống phù du này. Khi chúng ta chết đi thì những loại kiến thức đó hoàn toàn nó không giúp được gì cho chúng ta ở trên tiến trình giác ngộ, mà nó chỉ có những giá trị, những cái tác dụng ở trong đời sống hiện tại này mà thôi. Vậy thì chúng ta đặt câu hỏi xem tại sao chúng ta bỏ ra nhiều khi tới mấy chục năm để vun trồng tìm kiếm và xây dựng tích lũy một cái lượng kiến thức để rồi cuối cùng nó chịu ở trong cái định luật vô thường chi phối tan hoại. Còn bên cạnh đó chúng ta học cái pháp vô lậu, giới định tuệ bằng sự cần mẫn của văn tư tu, chúng ta đem đến cái bổ ích không những trong đời này mà còn vô lượng đời về sau. Tại sao chúng ta lại lơ là trong việc học Phật, tăng trưởng tuệ giác giải thoát, mà chúng ta lại có thể cần mẫn đi theo, ngày đêm đi theo những gì chỉ có mang đến sự tôn vinh cho đời sống nam dịu dục. Chúng ta chiêm nghiệm như vậy đi thì chúng ta sẽ thấy mình chọn lựa một một cách thấp kém rồi, cái cách chọn lựa của chúng ta chưa phải là khôn ngoan. Thành ở đây cũng vậy, hôm nay chúng ta gặp duyên Phật pháp, nó hỗ trợ cho chúng ta đạo quả vô thượng Bồ Đề, thì Đức Phật nói rằng chúng ta hãy nghe kỹ mà lãnh thọ. Lời Phật dạy như vậy thật là thống thiết thưa quý vị.
chiêm nghiệm ngăn đó để chúng ta thấy là chúng ta cần phải thay đổi rất nhiều trong tư duy của mình. Thế Tôn nói rằng đã tự lãnh thọ rồi thì lại nói cho người khác. Đây gọi là thân cận thiện sĩ và lắng nghe giáo pháp. Và nghe rồi, hiểu rồi thì nên có trách nhiệm truyền trao cho người khác. Và do tu tập hạnh nghiệp ấy mà Như Lai đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác nay lại vì người mà giảng rộng ý nghĩa ấy, tức là nhờ thọ trì lắng nghe giáo pháp, thọ trì giáo pháp, tu tập theo giáo pháp, hoằng pháp lợi sinh mà gieo cái nhân công đức sâu dày để có thể chứng được đạo đạo quả vô thượng bồ đề. Thế Tôn nói rằng hôm nay ta lại tiếp tục đem con đường bất tử đó mà khai thị khắp mọi nơi. Thế Tôn cho một ví dụ để chúng ta thấy, ví như vương tử phạm tội bị giam vào ngục, nhà vua rất nhớ thương con, đích thân ngự đến ngục thất. Cũng vậy, muốn được trường thọ, Bồ Tát phải nên hộ niệm tất cả chúng sanh xem như con một. Đây là điểm quan trọng. Cũng giống như nhà vua có oai đức mà vì thương con nhớ con, đích thân mình phải vào trong ngục thất bởi vì đứa con mình nó suy mê lầm lỗi phạm tội. Cũng như vậy, một vị Bồ Tát muốn trường thọ, muốn đạt được cái nhân trường thọ thì vị Bồ Tát này phải hộ niệm cho tất cả chúng sanh. Hộ niệm là như thế nào? Hộ niệm là như thế nào? Cái niệm của chúng ta nó bị buông lung tán thất ở theo ở trong vọng tình. Vậy đây làm sao hộ cho nó đứng lại? Hộ cái niệm này cho nó an trú lại, nó không chịu nhiều thống khổ nữa. Và Bồ Tát phải nên hộ niệm tất cả chúng sanh xem như là con ruột. Đã xem như là con ruột rồi thì sanh lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xá. Đây chính là tu pháp tứ vô lượng tâm. Chúng ta thấy kinh văn nêu rõ từng thứ lớp. Muốn giải thoát cho bản thân của mình thì phải giải thoát ngay trong cõi đời sanh tử này. Không thể nào từ bỏ cái cuộc sống khốn khổ này mà để có cái phước báo giải thoát sanh tử. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng sanh là phước điền của chư thiên, nhân gian là phước điền của chư thiên. Cho nên chúng ta phải đối điều này. Tiếp theo thưa lục quý vị, Phật dạy chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Khi mà thành tựu từ bi hỷ xả vô lượng, khả năng của người này có thể thống lĩnh cả 3.000 đại thiên thế giới. Ở trong cái quốc độ đó, Bồ Tát truyền cho tất cả chúng sanh cái hạnh bất sát. Không những tự thân mình bất sát mà còn dạy cho tất cả chúng sanh bất sát. Dạy cho tu cái pháp lành. Chúng ta thấy ngang đó bắt đầu hình thành cái nhân. Nhờ cái nhân tu tập thanh tịnh như vậy, nhờ cái nhân mà đem đến an vui cho hữu tình như vậy, cho nên Bồ Tát tạo công đức cho riêng mình, cũng nên để cho tất cả chúng sanh ở nơi ngũ giới thập giới. Nghĩa là gì? Nghĩa là cũng nên để cho tất cả chúng sanh ở nơi ngũ giới và thập giới, tức là an trú chúng sanh vào trong một đời sống thọ trì năm giới, phát nguyện thành tựu thập thiện nghiệp đạo. Đây chính là một điều khó làm chứ không đơn giản. Tại vì tâm của chúng sanh thường hay phóng túng theo dục tình. Mà bây giờ đây phải an trú vào trong sự giới hạn của bất sát, bất đạo, bất dục tà, gọi là dục tà hành, không dục tà hành, không nói dối và không sử dụng cái chất nghiện ngập say sưa. Còn ở trong ý thì diệt trừ tham sân si, thân thì không sát đạo dâm và miệng thì không phạm bốn lỗi. Chúng ta sống như vậy không có dễ dàng chút nào, mà tự thân mình thành tựu, bên cạnh đó mình còn an trí chúng sanh vào trong con đường đó.
Làm sao có thể an trí chúng sanh vào trong cung đường đó? Tất cả đều phải sử dụng trước phương tiện. Bồ Đề Phật Quốc chúng ta có các lớp học Phật giáo để cho chúng ta hiểu được nghĩa lý Phật một cách sâu sắc. Một khi chúng ta có sự hiểu biết sâu sắc rồi thì chúng ta có thể làm tất cả những điều lành trong đó. Kính thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy kinh văn còn nói tiếp rằng Bồ Tát không những dừng lại ở nhân thiên mà còn đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân để cứu vớt những cái khổ não trong các nơi ấy. Bồ Tát xông xáo vào trong những con đường khốn khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chúng ta nghĩ xem, xuất hiện những vị Bồ Tát như là Bồ Tát Địa Tạng ở trong địa ngục, vị không mà thể bất thành Phật, với một tâm nguyện to lớn như vậy, chúng ta thấy hạnh nguyện của Bồ Tát vô cùng. Ở trong đó đã cứu vớt những chúng sanh khổ não ở trong đó, giải thoát kẻ chưa được giải thoát, cứu độ người chưa được cứu độ. Đây là những điểm mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu xa. Cái gì trói buộc chúng ta mà chúng ta cần giải thoát? À, giải thoát những cái chưa được giải thoát và cứu độ những người chưa được cứu độ. Người chưa chứng Niết Bàn thì làm cho chứng Niết Bàn. An ủi tất cả người đang ở trong cảnh kinh sợ do các nghiệp nhân trên đây mà Bồ Tát được thọ mạng lâu dài. Nơi các trí tuệ được tự tại sau khi mạng chung sanh lên cõi trời. Từng câu như vậy á, đều là những tông chỉ, đều là những cái giá trị nhiệm màu mà chúng ta cần phải tu tập thực chứng. Ca Diếp Bồ Tát lúc bây giờ mới bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát bình đẳng xem chúng sanh đồng như con ruột. Nghĩa ấy rất sâu, con chưa hiểu được. Bồ Tát Ca Diếp đưa ra luận lý rằng: Đức Thế Tôn chẳng nên nói Bồ Tát đối với chúng sanh tu tâm bình đẳng đồng xem như là con. Vì trong Phật Pháp có người phá giới, có kẻ phạm tội nghịch, có kẻ hủy báng chánh Pháp. Sao lại với những hạng ấy mà xem đồng như con? Như vậy thì Bồ Tát không lý nào trữ dưỡng những cái thói hư tật xấu của chúng sanh hay sao? Phật dạy rằng phải đấy, Như Lai đối với chúng sanh thiệt xem đồng như con, đó là Lão La. Lúc bây giờ Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật rằng: Trước kia ngày rằm, lúc chư tăng đang đàn Bồ Tát, có một đứa trẻ không khéo tu tập ba nghiệp thân khẩu ý, núp ở chỗ kín rình nghe chư tăng thuyết giới. Mật tích lực sĩ nương thần lực của Phật lấy chày kim cang đập đứa trẻ đó nát ra như bụi. Bạch Thế Tôn, vị thần kim cang ấy là bạo ác mới giết đứa trẻ. Thế sao Như Lai xem các chúng sanh đồng như con là La Hầu La? Những điều này chúng ta chiêm nghiệm như thế nào, thưa được quý vị? Chúng ta thấy rõ ràng rằng là ở trong Lục Tạng, những ai thọ giới thì cũng có một câu vấn nạn, đó là có tạc tâm thọ giới hay không. Tạc tâm tức là tâm dật, dật tức là gì, là cái tâm lén lút, cái tâm trộm đạo, tâm nghi lén những cái pháp yết ma để làm gì, nó không phải là phận sự của mình, mình nghi lén đỡ làm chi. Đó, mình hiếu kỳ, mình tò mò, tâm này á, gọi là tâm ăn trộm, giật tâm, gọi là tạch tâm. Mà tạch tâm thọ giới thì không thể giữ giới được. Hơn nữa các pháp yết ma mà nghe trộm nghe lén như vậy á, nó có thể làm cho yết ma tăng bị phá vỡ. Và do vậy nó đem đến những cái điều khổ não cho chúng sanh ở tại địa phương đó. Ví dụ như trong tăng yết ma mà có người làm phá hoại cái yết ma tăng đó thì khiến cho pháp luân tăng bị vỡ, mà pháp luân tăng bị vỡ thì lúc bây giờ
Địa thần họ sẽ rao lên hư không thần, không thần sẽ rao lên thiên thần. Đó là chúng Phật tử của Phật đã làm cho Pháp Luân Tăng bị vỡ, khiến cho quốc độ trên khô cằn, dịch bệnh có thể sinh ra, và đời sống của dân chúng sẽ rơi vào cảnh lầm than. Tại sự kiện Kosambi, thời Phật còn tại thế, đã nói lên ý nghĩa sâu sắc trong câu chuyện này. Ở đây cũng như vậy, thành ra do vậy mà một người có cái tâm như thế không cho thọ giới. Một đứa trẻ lớn hiếu kỳ bị thần Kim Cang đánh tới nát như bụi. Chúng ta thấy trong Phật pháp sao mà khủng khiếp quá vậy? Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng tất cả đều là sự hóa hiện của chư Phật và Bồ Tát răn dạy nghiêm khắc tinh thần tu tập của chúng ta. Cho nên Đức Phật mới giải thích rằng ông không nên nói như vậy. Đứa trẻ ấy chính là người biến hóa, chẳng phải là người thật. Vì muốn xua đuổi những kẻ phá giới hủy pháp ra ngoài tăng nên hiện ra như vậy. Thần Kim Cang kia cũng là biến hóa thôi. Hạng hủy bán chánh pháp cùng nhất chuyển đề. Hoặc có người sát sanh nhận đến tà kiến và cố ý phạm giới, Như Lai đối với những hạng người ấy đều thương xót giống như con là La Hầu La. Và như vị quốc vương đối với bầy tôi phạm pháp thời cứ tội tru lục mà chẳng tha. Như Lai Thế Tôn không phải như vậy. Đối với hạng hủy pháp, làm pháp yết ma khu triến, quở trách cứ tội vân vân. Sở dĩ Như Lai làm các pháp yết ma trừng trị những hạng hủy bán chánh pháp như vậy là vì chỉ muốn chỉ rõ cho những người ác hạnh thời có quả báo. Ở đây rõ ràng pháp giới nó như vậy. Phật ra đời hay không ra đời, những ai phạm ác đều chiêu cảm lấy cái quả báo khổ đau. Nó không có phụ thuộc rằng việc Đức Phật ra đời hay không. Pháp giới như thị, duyên khởi là thế. Nhưng chúng ta mở mắt, chúng ta không thấy. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện vô số phương tiện để giúp chúng ta thấu hiểu điều này. Thế Tôn nói rằng ông phải biết Như Lai là vị ban bố sự vô úy cho chúng sanh ác. Nếu Như Lai phóng ra một tia sáng hoặc hai năm tia sáng, kẻ nào gặp thời đều xa lìa tất cả các điều ác. Như Lai đầy đủ vô lượng thế lực như thế. A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta xin dừng sớm ngang đây. Kính chúc các vị có một buổi Phật và vấn đáp lắng nghe thật là an vui. A Di Đà Phật. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.